Mình sẽ đi xuống dưới. Dưới đây xem có gì hay không anh em nhé. Đây, bật điều đẻ này sẽ rất là tốn điện. Đi xuống dưới đây mình tắt điện đi. Đấy. Để tắt điện đi anh em nhé. Đấy. Đó, bạn mình nó ngủ rồi anh em ạ. Nó nằm bật ở đây luôn rồi. Nó chờ tải yếm nâu quá anh em ạ. Sẽ đi vệ sinh cái anh em nhé. Trong thời gian mình chờ thằng kia nó đăng video mình sẽ đi vệ sinh. Đấy. Đi vệ sinh luôn anh em ơi, đây nhà vệ sinh mình nhé, rất là đẹp luôn. Nó cảm ơn em đã làm tổn thương anh. Trong những lúc anh cần em nhất thì đây mình sẽ cắt điện đi. Mình sẽ nằm đây. Mình chờ thằng bạn của mình nhé. Đấy. Bạn mình nó bực quá nó ngủ anh em ạ. Đấy. Là phòng mình em nhé. Ủa cái áo của mình nó bị ế đây bẩn quá anh em ạ. Sẽ treo lại. Đấy. Mình sẽ treo lại áo ở đây anh em nhé. Đây cả quần mấy cái này em rất nhiều quần áo của mình quý mình mai mình kết gọn đi anh em ạ, không nó bừa bộn quá. Đây, sẽ ra ngoài ban công ngắm cảnh đẹp anh em xem. Đây ban công ngoài này trời rất tối anh em nhé, trời rất tối luôn nhưng mà trăng nó rất là đẹp này, trăng nó rất là đẹp. Đấy là cái cửa nhà mình nhé anh em nhé. Ok anh em. Đấy không biết thằng ghé làm video xong chưa anh em ạ. Ok rất là lâu anh em nhé. Ok anh em ạ. Quay 50 cả 50 phút 2 phút thì không được người gái. Ok đến khi được người gái thôi nhé anh em nhé. Rất là lâu anh em ạ. Cảm ơn em đã rơi xa để anh biết hôm gì là mai mai. Cảm ơn em đã vô vòng tay để anh thấy chưa cường hứa đến hôm nay. Cảm ơn em đã rơi xa anh trong lúc anh cần được. Cảm ơn em đã vô vòng tay để anh thấy chưa cường hứa đến hôm nay. Vì sao đôi môi vẫn rơi qua mình giao khúc này nghiêm túc đẹp trai hơn anh em ạ. Đây rất ok luôn nhé. Đây thì mình sẽ theo hình mẫu lý tưởng của sinh là ấy áo khoác vào rất đẹp rồi. Đấy giờ 4 phút nữa anh em ạ, rất là lâu. Sẽ cố quay 5 cái nữa anh em, cố quay 5 cái nữa. Trong thời gian tải mình sẽ quay 5 cái nữa. Quay 5 cái nữa anh em nhé. Đây thằng bạn mình rất bừng ngủ nên là nó ngủ trước anh em nhé. Đấy. Đấy thằng bạn mình nó dậy rồi anh em ạ. Nó vẫn chưa dậy anh em ạ. Xin chào tạm biệt anh em nhé.